Agribank tăng mạnh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank vừa được công bố mới đây đã tiết lộ khoản thu nhập trung bình của cán bộ công nhân viên ngân hàng này Theo báo cáo tài chính, trong năm 2018, số cán bộ công nhân viên bình quân của ngân hàng là 37.577 người giảm gần 500 người so với năm 2017 Trong khi đó, tổng thu nhập mà ngân hàng này chi trả lại tăng tới 30% lên 13.021 tỷ đồng Như vậy thu nhập bình quân của nhân viên Agribank đã tăng từ 21,9 triệu đồng trên người trên tháng năm 2017 lên 28,9 triệu đồng trên người trên tháng năm 2018. Mức thu nhập này cao ngang với những ngân hàng thương mại cổ phần tốt đầu như BIDV và chỉ xếp sau Vietcombank. Trong năm 2018, các hoạt động của Agribank cũng được cải thiện đáng kể. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 40.877 tỷ đồng, tăng trưởng 21% thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ và lãi thuần từ hoạt động khác cũng được cải thiện, tăng lần lượt 22% và 58%, lợi nhuận trước thuế thu về đạt 7.345 tỷ đồng, tăng tới 62% so với năm trước. Được biết, năm 2019, ngân hàng hướng đến mục tiêu lợi nhuận 10.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 36%. Trong năm qua, tỷ lệ nợ xấu của Agribank cũng đã giảm từ 2% xuống còn 1,6% cuối năm 2018. Giá trị nợ nhóm 3 năm cũng đã giảm 10%. Tuy nhiều hoạt động được cải thiện xong Agribank vẫn còn phải đối mặt với nhiều vấn đề, nan giải nhất như Agribank cho biết là việc tăng vốn, hiện vốn điều lệ của Agribank đang ở mức thấp nhất so với các ngân hàng thương mại nhà nước khác, đến cuối 2018 mới đạt 30.470 tỷ đồng. Tính đến cuối 2018, tổng tài sản Agribank ở mức 1.282.448 tỷ đồng, năm 2019 Agribank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng tối thiểu 10% so với năm 2018, tăng cường nâng cao năng lực tài chính, củng cố nền tảng để sẵn sàng cho lộ trình cổ phần hóa theo chỉ đạo của chính phủ.